Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, thời gian gần đây con có nhiều phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao? Thời gian gần đây có nhiều phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao giải hạn và cúng thần tài. Vậy con hỏi việc này là đúng hay sai ạ? Cũng chẳng đúng mà cũng chẳng sai. Nếu chúng ta cho là cúng dâng sao giải hạn là sai thì sai ở điểm nào? Ai chỉ ra cái sai? Và lấy cái gì để làm gì ạ? Làm cái mốc chỉ ra cái sai. Nếu nói là gì ạ? Nếu nói Phật giáo, lấy Phật giáo để gì? Để chỉ ra cái sai của cúng dâng sao giải hạn cũng không đúng. Nếu nói là Phật giáo là gì? Là một cái duy nhất trên thế gian này tồn tại, là chuẩn mực nhất trên thế gian này tồn tại, cũng không đúng. Chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế, ở Ấn Độ có 96 ngoại đạo vẫn song song tồn tại cơ mà. Tất cả ở trên thế gian này chúng ta là cái nhân duyên. Nhưng đạo Phật đó, thì chúng ta phải biết là xuất phát của đạo Phật, đạo Phật lịch sử thực sự là một đạo Phật gì ạ? Từ bi, trí tuệ. Một đạo Phật lấy gì? Dựa trên cái lòng từ bi, bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sinh của Đức Phật. Và bằng cái trí tuệ, bằng cái sự tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát của Đức Phật. Và sau khi tự tu, tự chứng, tự ngộ, tự giải thoát của Đức Phật thành Phật đó, Ngài đem cái chân lý ấy để chỉ dạy cho chúng sinh, mong cho chúng sinh cũng chung sống và tu tập giống như Ngài để giải thoát. Nhưng mà chúng ta phải biết là ở trên thế gian này ai cũng có thể xuất ra chung và sống được khổ hạnh như Đức Phật không? Có không các quý vị? Không có. Những người xuất gia như các quý thầy này, tôi phải nói thật này, cũng không phải ai cũng có thể dám gì, dám sống gì ạ, dám sống khổ hạnh như Đức Phật và cũng sống được khổ hạnh như Đức Phật. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng được đó. Cho nên mới vậy là nhân tu vạn hạnh. Đức Phật sau khi mà thành gì, thành Phật rồi á, Ngài mới thấy thì cái nhân duyên của chúng sinh á, cái căn cơ của chúng sinh nó là chủng chủng vô lượng vô biên. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật ở trong kinh điển Đại Thừa, Ngài cũng gì dùng vô biên các loại thân hình, các loại tướng mạo, các loại phương tiện để gì? Để giáo hóa độ sinh. Đó, để giáo hóa độ sinh. Chứ không phải chỉ có dùng một cái tấm thân của Thích Ca Mâu Ni Phật trên 2500 năm nay lịch sử chuẩn bị đến kỷ niệm Đại Lễ Vê Sắc tới đây đâu. Mới là gì? Mới là một tấm thân của Đức Phật Thích Ca. Mà theo như trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta thấy Đức Phật thể hiện ra rất nhiều các loại thân hình, các loại tướng mạo, các gì, và dùng rất rất nhiều các gì, các loại phương tiện thiện xảo để độ, giáo hóa độ sinh. Vậy bây giờ này, thầy nói với các bạn này. Bây giờ này, ví dụ như lúc nãy có một bạn là bảo với thầy gì, bạch thầy, nhà con có một ông có một cái vong linh, gọi là cái vong linh đó của liệt sĩ chẳng hạn, thời gian gần đây từ khi mẹ, tức là cụ, mẹ của cụ liệt sĩ đã mất đó, thì thường là gì hay nhập vào em út này chẳng hạn. Thế bây giờ thầy bảo ôi giời vớ vẩn, chuyện đấy làm gì có, linh tinh, vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đó. Thế về thì cứ gì ạ, cứ nhất tâm học theo Phật đi, tất cả đều là không, là vô tướng, là vô tác, là vô nguyện, vân vân chẳng hạn. Thầy nói như thế thì không sai, thầy nói đúng theo lời Phật đấy. Nhưng mà có giải quyết được cái niềm tin, giải quyết được cái niềm tin ở trong gì, thắc mắc ở trong bạn này và gia đình bạn này không? Không có. Có giải quyết được không? Chắc chắn không. Cho nên thầy phải khuyên bạn này về gì? Cho người thân lên đây, hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, dần dần một thời gian gì? Khỏi bệnh. Mà khi khỏi bệnh rồi thì thầy bảo họ cái gì họ chẳng gì? Chẳng nghe. Bảo họ cái gì họ chẳng tin. Đó. Đấy là cái phương tiện. Đó. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa hay còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta hay Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì là dùng rất nhiều các loại phương tiện thiện xảo để giáo hóa độ sinh. Cho nên cái việc mà cúng dâng sao giải hạn này ấy, vốn dĩ nó không phải xuất phát từ đạo Phật nguyên thủy của chúng ta. Quả thật là như vậy, đúng thật là như thế. Nhưng thầy nói với các bạn này, kể cả cái tập tục thờ cúng tổ tiên của Việt Nam chúng ta cũng không phải là gì ạ, là xuất phát từ cái đạo Phật nguyên thủy. Đạo Phật nguyên thủy không có cái chuyện mà cầu cúng rồi cầu siêu, cầu xét linh đình như là rằm tháng 7 hay là như là tụng kinh 35, 49, thất thất trai tuần vân vân. Đạo Phật nguyên thủy không có những cái đó. Mà chỉ có gì? Đức Phật đó,
dạy cho gì các đệ tử. Sau khi mà đến độ cho có người mất như thế, đến gia đình đến thì lập đàn tràng cúng dường chay tăng. Các sư đến thọ nhận cúng dường thọ chay xong thì cùng nhau đọc một bài kinh chúc phúc, hoặc là đọc một bài kinh gì ạ, một bài kinh pháp cú chú nguyện thôi, cầu cầu chúc phúc cho họ thôi. Có thể là 4 câu kinh thôi, mỗi một câu khoảng độ 5 chữ hoặc 7 chữ hoặc 8 chữ, có 10 mấy chữ thôi, vậy 20 mấy chữ như vậy thôi, gọi là chúc phúc cho họ, thế là xong về. Và gì? Gia đình họ được thì cái vong đó cũng được siêu thoát. Vì sao? Vì thời đó toàn là các vị gì? Đại đa số các vị thánh tăng. Đệ tử của Đức Phật Thích Ca lúc đó đại đa số là các vị thánh tăng A-la-hán. Và những vị gì tu chứng sơ quả tu đà hoàn hoặc nhị quả tứ đà hoặc tam quả A-na-hàm, ít nhất cũng chứng quả gì sơ quả tu đà hoàn. Ít những vị phàm phu tăng, rất rất ít. Đại đa số là thánh tăng. Còn bây giờ các vị thấy gì? Kiếm được một vị thánh tăng ở Việt Nam mình khó vô cùng. Cho nên nếu mà chỉ mời sư đến mà sư ngồi đấy gì từ đầu đến cuối ăn cơm xong mà sư nói gì đem nguyện đem công đức này cầu cho gia đình nhá, được tiêu tai, được giải hạn, được gì được cát bảo, được bình an, họ đâu có tin. Họ lúc đó có thể gì, họ lễ dưới chân vị sư đó cảm ơn, nhưng mà ngày hôm sau họ đi đoán ông thầy cúng ngay các quý vị. Họ bảo hôm rồi thỉnh các ông sư về, ông chẳng biết cúng bái gì cả, ông chẳng lễ lạc gì cả, cho gì ông cúng, ông ăn xong một cái gì ông nói vài câu, ông đứng dậy đi luôn. Cho nên cái lòng người gì bất an, họ lại hôm sau lại phải đoán ông thầy gì, ông thầy cúng về để cúng. Cho nên Phật giáo nguyên thủy thì vốn không có cúng bái, không có cầu nguyện dài dằng dặc như chúng ta bây giờ. Nhưng về trải qua hơn 2.000 năm nay, lòng người thay đổi, nó xuất phát từ lòng người thay đổi của chúng ta này này, người dân chúng ta này, các cư sĩ, các tín đồ, các Phật tử này. Cho nên chư tăng, không chỉ các sư bây giờ đâu mà hàng nghìn năm nay, thậm chí hơn nghìn năm nay, các ngài vậy gì ạ, từ cái chỗ là đọc một cái bài kinh chú nguyện rất ngắn thành phải đọc cả một cái bài kinh gì, và cái bài kinh dài, mà đọc một bài kinh dài vẫn chưa đủ, phải lập cả đàn tràng để đọc gì, một ngày không đủ mà đọc gì, đọc cả tuần, thậm chí đọc cả tháng gì, đọc cả thời gian lâu hơn nữa để gì, hồi hướng cho họ. Vì sao? Tâm của thánh tăng khác với tâm của phàm phu. Còn tất cả cái việc cúng dâng sao giải hạn này, nó xuất phát từ cái đạo lão ở bên Trung Quốc, do Lão Tử là người sáng lập ra đạo lão. Những đạo lão chúng ta biết, Lão Tử cũng là một vị gì ạ? Một vị thánh nhân, gọi là một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân xuất thế gian, chứ không phải là một vị thánh nhân thế gian đâu nhé. Lão Tử được coi là một vị thánh nhân xuất thế gian. Còn Khổng Tử thì gọi là thánh nhân thế gian. Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Nho, được coi là thánh nhân thế gian. Còn Lão Tử thì được coi là thánh nhân xuất thế. Thánh nhân xuất thế. Phật, Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng gọi là gì? Thánh nhân xuất thế. Nhưng mà cái quan điểm, cái tư tưởng hành đạo mỗi người gì có khác nhau. Lão Tử thì chủ trương là vô vi, vô bất vi. Và chúng ta thấy thì Lão Tử, đạo lão thì họ quan niệm là con người ta sinh ra gì? Vì cái sự chi phối của âm dương ngũ hành. Cho nên thuận theo âm dương ngũ hành thì con người sẽ gì? Gặp những điều tốt đẹp. Nghịch với âm dương ngũ hành thì sẽ gặp gì? Tai ương hạn ách. Cho nên họ mới tính ra gì? Con người ta gì? Họ mới tính ra con người ta gì? Nam có các mệnh gì? Tứ trạch. Nữ có gì? Có tứ trạch tốt, tứ trạch xấu. Nam cũng vậy. Con người ta gì? Gọi là cửu cung bát quái. Trong cái bát quái thì lập ra gì? Tám phương hướng. Càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Thành lập ra như vậy và cho gì? Vận mệnh con người ta đều ở trong đó. Và mỗi một năm họ cho rằng gì? Mệnh con người ta không phải cái sao, là cái ngôi sao trên trời đâu, mà các vị thần ấy, các vị thần tinh tú ấy, như là gì? Là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Thần Tinh này, hay là Kế Đô này, hay là La Hán, La Hầu vân vân chẳng hạn. Đấy là những vị thần cai quản về thế gian theo cái quan điểm của người theo đạo gì? Đạo lão ngày xưa và bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy một cái thời gian Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo Trung Quốc có cái quan niệm là gì? Vì ba tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo cứ chụm chọe với nhau.
cho những người làm chính trị lúc bấy giờ là muốn gì? Muốn đoàn kết hòa hợp các tôn giáo lại để lãnh đạo đất nước cho nó tốt hơn. Đó chính là các vua ngày xưa. Việt Nam chúng ta như thời vua gì ạ? À, thời vua Trần Anh Tông. Từ vua Trần Anh Tông về sau này á, là có gì? Có những cái bắt đầu là mở các trường dạy về nho học. Còn trước đây á, là đại đa số là đến chùa để những người đi thi đỗ bằng đỗ tiến sĩ bây giờ. Đỗ tiến sĩ ngày xưa gọi là đỗ trạng nguyên đó, bây giờ gọi là tiến sĩ đó. Đại đa số là học ở gì? Ở trong chùa và học ở các nhà thầy đồ chứ. Còn sau này đến bây giờ mới mở trường, mở lớp hẳn hoi chứ. Hẳn hoi chứ. Trước đây là học theo các nhà thầy đồ và học theo gì? Các sư ở trong chùa. À, chúng ta biết là Lý Công Uẩn chẳng hạn cũng học theo gì? Học ở trong chùa mà thành. À, thành tựu ở trong chùa, học ở trong chùa mà thành. Và sau này trở thành vua. À, mà cho nên chúng ta thấy cái thời triều đại nhà Tiền Lê, nhà Đinh chẳng hạn đến nhà Tiền Lê chẳng hạn, các vị quốc sư đó đều là sư chứ, đều là các thầy chùa. Nhưng sau xong sang tới thời đến cuối thời nhà Trần á, thì Phật giáo bắt đầu đi xuống dần và nhà nho bắt đầu có vị thế, nhà lão giáo cũng có vị thế. Cho nên ba tôn giáo vị thế từ thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý và đầu nhà Trần á, thì Phật giáo đều được coi là quốc đạo của Việt Nam chúng ta. À, cho nên đạo nho với đạo gì? Đạo lão thì yếu thế, nhưng về thời cuối về nhà Trần, đặc biệt sang nhà Mạc và nhà Hậu Lê sau này, thì nho giáo được trọng dụng và nổi lên. Lão giáo ở Trung Quốc chuyển sang cũng mạnh, và Phật giáo lúc đó yếu dần. Và nhưng mà ba tôn giáo nó gì? Như cái thế gì? Như cái đỉnh ba chân đấy. Ba ông cũng vậy, chẳng ông nào chịu ông nào. Cho nên người làm chính trị á, họ bắt buộc là phải gì? Phải có một cái kế sách, đó là ba ông phải ngồi lại với nhau. À, kể cả Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta, cho nên mới ra một cái chủ thuyết gọi là Tam giáo đồng nguyên, tức là nho, lão và Phật đều chung một cái nguyên, tức là gì? Là nguồn, là cái gốc, là dạy con người ta làm thiện. À, Phật, nếu các, cho nên sau này người ta mới nói, nếu mà ba ông bây giờ, ông Phật Thích Ca, ông Lão Tử và ông Khổng Tử, nếu mà cùng thề với nhau ấy, thì chắc chắn ba ông sẽ ngồi cùng một bàn với nhau và để lo cho gì? Lo cho dân giàu nước mạnh. À, cho nên mới gọi chủ trương là Tam giáo đồng nguyên. Cho nên trong chùa chúng ta thấy gì? Đạo nho ấy, thì tôn sùng là gì? À, rất tôn sùng là cái vấn đề là Thượng Đế. Thượng Đế tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Nói nôm na nó hiểu. Cho nên chúng ta thấy những vị vua thì gọi là thiên gì nhỉ? Thiên gì? Thiên tử. Thiên tử có nghĩa là con của ai? Con trời. À, những người được trời cử xuống, giáng xuống để cho gì? Làm vua cai trị thiên hạ, rồi thiên tử. Thì chúng ta thấy bắt đầu trong chùa lúc đó có thờ gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và Nam gì? Nam Tào Bắc Đẩu. À, đây là đại biểu cho gì ạ? Cho quyền lực, cho nhà gì? Nhà nho đấy. Còn nữa chúng ta thấy thờ những vị gì? Những vị Bát Bộ Kim Cương, Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương và các vị thần tiếp theo nữa. Đó là gì? Những vị thần của vấn đề gì? Trong nhà Phật đương nhiên cũng nói về các vị thần đó. Nhưng trước đây trong Phật giáo Nguyên Thủy thì thường không có thờ những vị thần đó nhiều. Nhưng bây giờ đến gì? Đến cái thời này thì chúng ta thấy Phật giáo bắt đầu thờ rất nhiều các vị thần. Trong đó thì để hài hòa cái vấn đề tôn giáo ấy. Cho nên ở đây cái vấn đề mà cúng dâng sao giải hạn, nếu chúng ta bảo á, cúng dâng sao giải hạn là tà đạo, là tà đạo, là không phải của Phật giáo á, thì cũng đúng thôi. Nhưng mà bây giờ thưa hỏi rằng các Phật tử họ không cúng, không đến chùa họ cúng, thì họ sẽ đi đâu họ cúng nhỉ? Chắc chắn họ sẽ đến đình, đến đền, đến miếu, đến mạo, đến các nhà ông thầy để họ cúng. Họ đã quen rồi. Không thế. Nhưng mà có cái cúng thế nào đó vừa qua, vì sao mà báo chí người ta thì người ta đánh nhầm mầm lên như thế? Có vấn đề của nó. Chúng ta thấy có cái chùa ngoài Hà Nội mà đi cúng dâng sao, cái ngồi hết tràn cả ra đường á. Cảnh sát giao thông cũng không thể dẹp được cái người đi qua đường, qua xá thì họ rất bực mình. Cái đường là để cho dân đi mà đường mới để cúng dâng sao giải hạn, dâng hết ra chùa. Thế họ bực mình, ngứa mắt này chứ. Nó viết báo nó chơi cho có cái gì đâu. Còn từ trước đến nay có đâu cái chuyện đấy. Thôi. À, còn cái chuyện mà cúng dâng sao ở đây,
Chúng ta đừng có nghĩ là gì, nó không đem lại lợi ích gì. Các vị nên hiểu, cái gì mà không đem lại lợi ích gì á, thì không bao giờ nó tồn tại hàng mấy nghìn năm đâu các quý vị. Không bao giờ. Bây giờ theo quan điểm của nhà Phật nhé, nếu tôi lấy quan điểm của nhà Phật, tôi nói gì? Vì sao các vị phải sinh tử luân hồi? Đức Phật nói gì ạ? Vì có quan hệ gì? Quan hệ hôn nhân, quan hệ dục vọng, cho nên có sinh tử luân hồi. Vậy bây giờ tôi bảo các quý vị thôi, muốn giải thoát như Đức Phật đấy thì hãy xuất gia hết đi, sống thanh tịnh hết đi, nam không lấy gì, lấy vợ, nữ không lấy chồng, và sống thanh tịnh tuyệt đối thì gì, tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật, thành Bồ Tát hết. Nhưng các vị có làm được không? Không làm được. Tất nhiên là xã hội này, thế giới này không bao giờ làm được tất tần tật như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài còn chưa làm được cơ mà. Mà vô số các Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa làm được cơ mà, cũng không làm được. Và về sau này tất Đức Phật đến Đức Phật Di Lặc là vì Phật kế tiếp theo Đức Phật Thích Ca sau này gì? Và vô số các Đức Phật, hàng ngàn xa số các Đức Phật sau này thành đạo thế giới này chắc chắn cũng gì? Cũng không làm được cái điều đó. Vì thế giới này gọi là thế giới gì ạ? Sa bà. Mà sa bà có nghĩa là gì? Dịch là gì ạ? Là uế độ, là thánh phàm đồng cư. Thánh có, phàm có, đều có. Nó không như thế giới Tây Phương Cực Lạc thuần tịnh, thuần thiện. Cũng không như thế giới gì thế giới quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, thuần tịnh, thuần thiện. Không có chúng sinh phàm phu, không có chúng sinh đau khổ, không có cảnh sinh già bệnh chết. Còn thế giới chúng ta thì thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Thế giới chúng ta là như vậy. Cái nhân, cái nghiệp của chúng ta, cái duyên của chúng ta gieo ở đời trước kiếp trước, ở vô lượng vô biên các thế giới khác, chúng ta được sung sinh chung nhau về đây thì là để giống như chúng ta ấy, gọi là cộng nghiệp, được sinh vào trong chung với gia đình, là anh em, là mẹ con, là vợ chồng, sống chung một mái nhà rồi vui buồn khổ đau gì chúng ta đều phải chịu thôi đó. Cho nên ở đây thầy mới nói với các vị bạn hỏi rằng những cái phản ánh trái chiều về việc cúng dâng sao giải hạn và cúng thần tài, vậy các bạn hỏi việc này đúng hay sai. Thầy nói nếu mà chúng ta cho nó là sai theo quan điểm của Phật giáo, thầy nói là theo quan điểm Phật giáo là đúng, là không đúng với quan điểm Phật giáo rồi. Nhưng theo cái phương tiện để gì? Để làm giáo hóa độ sinh, dẫn dắt cho họ từ cái chỗ sai lầm đến chỗ gì? Đến chỗ chính đạo. Được. Ngày xưa thầy phải nói thật với các bạn, chùa của thầy này ngày xưa 15 năm trước cũng có đốt vàng mã. Cũng có đốt vàng mã, có mỗi không nhảy đồng thôi, nhưng cũng có đốt vàng mã. Những cái đám cúng này này, các Phật tử và các chùa thì thậm chí thầy cũng bảo các Phật tử đi chuẩn bị cái đàn lễ, và các Phật tử mua lễ về cúng rồi xong cúng đặc biệt cúng chúng sinh. Các Phật tử còn mua cái giấy ngũ sắc á, về để cắt quần áo để cho gì các vong linh, các thai nhi vong linh người lớn vân vân. Thầy vẫn để cho các cụ làm, kệ các cụ làm. Nhưng về ở cái chùa này thì vài năm rồi thì bắt đầu gì dần dần mới bảo các cụ là thôi chỉ cúng bằng gì ạ, nấu cháo cúng và thanh bông hoa quả để cúng thôi, các cụ không phải tốn kém, không phải dùng giấy, dùng bằng quần áo giấy để cúng nữa, không cần nữa. Vì thầy cầu Phật cho rồi thì từ cái chỗ thì dùng cái chú của Phật để biến hóa ra quần áo cho họ. Bây giờ các cụ yên tâm, không phải lo, đừng có sợ là các cụ các vong đến chùa Khai Nguyên là ở trần, cởi trần hết, không phải lo đâu, họ có quần áo mặc hết. Bằng chú, bằng công năng tu tập của gì của chư tăng, bằng sự thành tâm của đại chúng, các vong linh thế gì cũng có quần áo mặc. Chúng ta không cần phải dùng giấy giả, quần áo giả để cúng cho họ nữa. Dần dần thì bỏ được cái đó. Nhưng tiền vàng thì về gì vẫn cúng đầy trên ban thờ. Vài năm sau nữa thầy cứ giảng, thầy lên giảng kinh cứ mưa dầm thấm lâu, giảng dần, và bây giờ các Phật tử của thầy á, các Phật tử ở trong đạo tràng của thầy không ai cúng vàng mã nữa, cũng không ai gì đem cúng quần áo giấy nữa, mà không ai đem cúng tiền giả, tiền giấy nữa. Các vị thấy không? Không có nữa. Khi mà họ hiểu đạo rồi thì họ không cần, mình không cần phải nói nhiều, họ tự làm đúng. Mà những Phật tử rất rất nhiều, những Phật tử của thầy ngày xưa thì họ đến với chùa không phải là đến gì để học kinh, đến để cầu đạo, mà họ đến để gì? Đến để xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Gia đình họ gặp vận hạn này nọ kia, họ đến với chùa. Và cũng có những gia đình gì, có những cái đôi vợ chồng trẻ, hoặc có những người gì, những người trẻ họ đến với chùa là gì, do những cái khóa lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, mà bây giờ họ trở thành những người Phật tử thuần thành.
Và khi bây giờ thành Phật tử và thuần thành nữa thì ngày Tết họ cũng không cần phải làm sớ dâng sao nữa, họ cứ đến họ tụng kinh pháp hội và làm lá sớ cầu an cho cả gia đình, và họ đến thì họ tụng kinh theo pháp hội thôi. Còn những cái người mới đến thì họ mới làm sớ dâng sao, còn những người gì? Phật tử thuần thành rồi không làm sớ dâng sao nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nếu chúng ta biết vận dụng từ chỗ cái gì, từ cái chỗ phương tiện để dẫn dụ cho vào đạo thì nó là người tốt. Nhưng còn như báo đài vừa qua họ phản ánh là gì, có một vài chùa đấy em cũng dâng sao đó. Cho nên ở đây thì cái phương tiện quan trọng là người sử dụng nó. Vừa qua có một vài bài báo nói thì có một vài chùa đem cúng thì thiếu 50.000 không cúng cho. Cái này không phải, nó có vấn đề hết. Có vấn đề. Nó có vấn đề hết, chứ không phải là nhà chùa và thiếu 50.000 không cúng cho. Nó xuất phát từ mấy cái Phật tử. Ví dụ Phật tử đứng lên nhận cái lễ chẳng hạn, nó không khéo. Ví dụ họ cái trường hợp mà kinh tế gia đình họ khó khăn hoặc là họ thiếu chẳng hạn thì bảo thì thôi cứ thành tâm thì chẳng hạn, nhưng mà Phật tử lại không khéo, lại bảo họ là thôi thiếu thì bây giờ ghi vào trong danh sách rồi. Ví dụ một hộ gia đình 100.000 chẳng hạn, mà bây giờ mới đưa có 50.000 thì làm sao ăn nói với các quý thầy, hay là đem cái số này lên sao lại giải thích thế nào với thầy. Nếu mà vị này khéo ra thì đến bạch với thầy thôi, bạch thầy cái gia đình nhà này họ bảo họ chỉ có mỗi thế thôi, thầy hoan hỉ thì ai, thầy lại bảo là mày phải nhận đủ hay bà phải nhận đủ tôi mới cúng. Không bao giờ có cái chuyện các thầy lại như thế. Nhưng mà do các Phật tử không khéo, mà báo chí thì nó đã một số cái người nó đã chủ định rồi, nó dùng cái máy nhỏ nhỏ nó để cài ở cái khuy áo này sẵn rồi, chứ cầm cái máy quay phim to đùng vào như thế thì làm gì các cụ các vãi mấy cái bà ở đấy lại đến phát ngôn như thế đâu. Nó chủ định đến là quay lén rồi. Chúng ta thấy họ chủ định đến để quay lén rồi, cho nên họ giả vờ bỏ tiền ra, họ bảo là gì? Cháu có thiếu gì? Cháu chỉ có thế này thôi, thiếu 50.000. Bà vãi bà bảo tôi thiếu 50.000 thôi, đi giả lại mang về thì lúc nào đủ thì mang đến, để cúng thì mang đến mình nhận. Thế là thôi, nó về cái thế thôi. Đó, nó có cái sự chủ định với nhau. Đó. Khi người ta thì các cụ ngày xưa nói gì? Khi mà không thích nhau rồi thì thơm cũng thành gì? Thành thối. Mà khi mà thích nhau rồi thì thối cũng thành gì? Thành thơm, đó là khổ lắm. Từ trước đến nay, thời nào cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên cái trường hợp này thì bạn hỏi là cái việc cúng dâng sao, Phật tử của thầy ấy, ai muốn thờ thần tài, thầy vẫn cho thờ thần tài, thầy vẫn bốc bát hương cho họ thờ thần tài, và cũng đi hướng dẫn cho thờ thần tài cho đúng cách. Sáng tối thắp hương, trước tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên là Nam Mô A Di Đà Phật đã. Xong rồi gì? Xong rồi kính lạy các vị thần linh, các vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh tiền, các vị thần tài đó. Xong đến gì? Đến khấn các vị gì? Tổ tiên bên nội bên ngoại chúng ta, dùng cái tâm chân thành để gì? Để thắp hương, để lễ bái. Cái việc đầu tiên là họ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Nhất tâm niệm một câu A Di Đà tiêu được gì? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy tội gì? Nếu bây giờ tôi bảo họ niệm Phật, họ có niệm không? Chắc chắn họ không niệm. Vậy tôi bảo họ gì? Thờ thần tài. Nhưng trước khi khấn là phải gì? Chắp tay trang nghiêm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một hoặc ba tiếng như vậy xong bắt đầu mới gì? Mới khấn đến các vị thần linh, thần tài, gia tiên, nội ngoại, mới khấn mới khứa. Họ làm bằng tâm thành như vậy, lỗ hay lãi? Họ chỉ có lãi thôi chứ, họ đâu có lỗ gì đâu. Mà họ gì? Lại được gì? Phương tiện niệm Phật. Cho nên cái thờ thần tài, nó không phải xuất phát từ ở Phật giáo, nhưng mà chúng ta cũng có thể gì? Quy họ về Phật giáo. Cái điều quan trọng mà cái gì, cái khôn khéo của chúng ta là quy cho họ về được với gì? Với Phật. Hướng cho họ về được với Phật, hướng từ cái chỗ gì? Tà đạo về với chính đạo. Quan trọng ở chỗ đó. Chứ bây giờ chúng ta bảo sai cũng không được, không hoàn toàn là sai. Bảo đúng thì cũng không hoàn toàn đúng. Tất cả cái gì ở thế gian này, trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Cái gì có hình có tướng đều là giả danh. Đó, đều là giả. Vậy bây giờ thầy nói như thế, thầy bảo gì?
các bạn ở dưới kia bảo, thầy bảo đúng như vậy phải không? Tôi bảo ừ đúng đấy. Thầy bảo cái thân thầy cũng là giả đúng không? Bảo ừ đúng đấy. Các bạn lên thì tát cho thầy một cái xem. Tát một cái thì thầy vẫn bình thường. Tát một cái bên này nữa thì gì? Có thể thầy gì? Vẫn bình thường. Nhưng tát cho vài cái nữa thầy có bình thường không? Không bình thường. Đó. Giả. Nó là giả đấy. Nhưng mà cái sức nhẫn của chúng ta nó chỉ ở cái mức gì? Cái mức vừa phải có 20 phân. Mà gì? Chúng ta làm đến 50 phân thì chắc chắn không nhẫn được nữa. Cho nên đó, nó là giả. Thực sự nó là giả. Nhưng quan trọng chúng ta đã nhận nó là giả chưa? Chưa nhận ra. Thì chúng ta cứ hãy bằng lòng và sống với cái thật hiện tại bây giờ và làm cho gì? Cho xã hội nó tốt lên, hướng thiện cho con người tốt lên. Cái việc cúng dâng sao giải hạn là chúng ta đừng có vì tiền, mà hãy vì làm cho tâm của nhân dân, tâm của các thiện nam tín nữ đến chùa lễ Phật đấy, họ được an tâm để họ gì? Họ cống hiến cả một năm đó, họ bỏ công sức trí tuệ ra để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, thì đó là tốt chứ không phải xấu. Nếu chúng ta cúng vì gì? Bóc lột cái gì? Tài sản của nhân dân, đem đồng tiền của họ vào trong túi của mình á, để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích riêng á, thì đó mới là việc xấu. Đó. Ví dụ như mỗi một người đến phải gì? Bao nhiêu tiền mới cúng cho, nếu không đủ tiền thì không cúng á, thì đó mới là việc xấu. Đó. Còn cúng là để phục vụ nhân dân. Các cụ ngày xưa bảo là anh có cung thì phải có cầu phải có cung, cung cầu phải gì ạ? Hai bên gì? Hỗ trợ tương ứng với nhau. Chứ không bao giờ mà một bên gì, một bên cầu mà không có cung, một bên cung mà không có cầu. Đó. Cho nên cái này thì thôi, nó tế nhị. Thầy chỉ nói như vậy thôi. Bạn hỏi thêm một ý nữa, trong cuộc sống con hay nghĩ linh tinh trong mọi chuyện, vậy thầy cho con hỏi phải làm thế nào để không nghĩ linh tinh nữa ạ? Thì hãy nhất tâm đi thì sẽ không linh tinh thôi, có gì đâu. Mà nhất tâm thì hoặc là bạn gì, nếu bạn tu thiền thì bạn dùng cái phương pháp quán sổ tức để mới thở. Nếu bạn niệm tu tịnh độ thì hãy nhất tâm một câu A Di Đà Phật đi thì không nghĩ linh tinh nữa. Đấy, làm được không? Làm đi. Nếu chỉ cần, nếu tin tôi ấy, bạn chỉ cần gì? Ngày đêm 6 thời, mỗi thời chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. 26, 12. 12 tiếng thì bạn nhất tâm, bạn lễ Phật, bạn niệm Phật, bạn gì? Bạn tụng kinh. Còn 12 tiếng thì 6 tiếng ngủ, còn 6 tiếng thì đi học và đi làm. Thế dần dần bạn sẽ được nhất tâm. Đấy. Có làm được vậy không? Không phải dễ.